Thưa quý vị, năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Xuyên Mộc hơn 828 tỷ 600 triệu đồng. Do nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, đến cuối tháng 5 năm 2024, huyện đã giải ngân được 24,8% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh và 32% kế hoạch vốn ngân sách huyện. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Xuyên Mộc cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Ghi nhận về sự nỗ lực triển khai các dự án thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Năm 2024, huyện Xuyên Mộc có 48 dự án khởi công mới được bố trí nguồn vốn ngân sách huyện với tổng mức đầu tư hơn 374 tỷ đồng. Trong số này, 26 dự án đã khởi công và đều đạt hoặc vượt tiến độ thực hiện. Khởi công vào tháng 4 vừa qua, dự án này có vốn đầu tư 13,2 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 tới. Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm cố gắng hoàn thành trong tháng 6 này. Quá ok luôn, quá ngon luôn. Đường xá coi như thông thoáng, coi như nhựa đường này kia là học sinh đi thoải mái, khỏi văng sình bùng hết. Trước kia cũng dơ lắm, trước kia là học sinh đi xe đồ dính bùng dính sình. Từ ngày đổi mới nông thôn mới giờ là đường xá ok. Nói chung cắt hẻm là cũng có, nhưng không ấy thì đổ bê tông. Ngoài nguồn vốn ngân sách huyện, năm 2024, Xuyên Mộc còn được bố trí hơn 286 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. Không có dự án khởi công mới, nên nguồn vốn tập trung vào 8 dự án chuyển tiếp và 6 dự án hoàn thành. Dự án trường mầm non Phước Thuận với quy mô gần 1 hecta, gồm 12 nhóm lớp và khối hiệu bộ, khởi công từ tháng 12 năm 2021 với tổng vốn bố trí hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu xây lắp hơn 44 tỷ. Sau khi gỡ được nút thắt về giải phóng mặt bằng, dự án được tập trung đẩy nhanh tiến độ trong năm 2024. Cỡ khoảng giữa năm 2023 đó, thì cái công tác giải phóng mặt bằng đó cũng có vướng một vài hộ. Thì cũng nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân huyện và các ngành liên quan, cho nên là ban cũng đã tập trung giải quyết các cái vướng mắc trong cái khâu giải phóng mặt bằng và tạo cho người dân họ cũng đồng thuận và để bàn giao cho trường, cho mặt bằng để đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Và sau khi nhận được cái bàn giao toàn thể cái tổng mặt bằng thì đơn vị thi công cũng rất là tập trung mọi nhân lực và máy móc thiết bị để làm sao để hoàn thành cái công trình đảm bảo tiến độ. Và đến hôm nay thì cơ bản là công trình đã hoàn thành và đảm bảo theo tiến độ đề ra. Dự kiến công trình sẽ bàn giao trong tháng 6 này để kịp chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Ngôi trường khang trang, ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của tập thể, cán bộ, giáo viên, cô. Phải nói rất là mừng, mừng lắm, mừng và vui. Vui ở đây không những bản thân riêng gì trường và phụ huynh. Mấy ngày hôm nay phụ huynh đến tham quan trường rất là nhiều. Với tổng vốn bố trí khoảng 45,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dự án trường mầm non Xuyên Mộc 2 khởi công vào tháng 10 năm 2020. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2025. Thế nhưng với sự nỗ lực của đơn vị thi công, công trình sẽ bàn giao cho nhà trường trong tháng 6 này để đưa vào sử dụng trong năm học mới. Hiện cả 6 dự án trong nhóm hoàn thành của huyện Xuyên Mộc đang trong quá trình thực hiện thủ tục quyết toán để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn. Vào mùa mưa thì ở cái đơn vị thi công đang gặp khó khăn chút xíu trong cái việc mà thi công, đặc biệt là mấy cái công trình đường. Thì bên cạnh đó thì ban cũng đề nghị các đơn vị thi công là đẩy nhanh tiến độ những ngày nắng để cố gắng làm sao để kịp tiến độ thi công để giải ngân công trình. Để tiếp tục đảm bảo tiến độ các dự án cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, bên cạnh việc kịp thời báo cáo đề xuất những giải pháp giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thì công tác thi công cũng được huyện Xuyên Mộc thúc đẩy. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa như hiện nay, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện yêu cầu các nhà thầu tập trung phương tiện nhân lực thi công vào những ngày nắng để bù tiến độ cho những ngày mưa, nhằm đảm bảo tiến độ công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đề ra.